Sẵn sàng làm quen với hai nhân vật chính của chúng ta chưa? Sẵn sàng. Rồi, bây giờ xin mời Ngưu Lang và Trúc Mơ lên chào khán giả. Là bên phải là... Rồi, bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời hai nhân vật viết xuống để chúng ta bắt đầu ạ. Một ngôi làng nọ có một chàng trai thông minh trung hậu tên là Ngưu Lang. Vì cha mẹ qua đời sớm, Ngưu Lang đành phải sống cùng với anh trai và chị dâu. Chị dâu là người vô cùng độc ác, thường xuyên hành hạ Ngưu Lang, bắt Ngưu Lang phải làm việc cực lực. Một ngày, chị dâu bắt Ngưu Lang phải đi chăn bò. Chị dâu chỉ cho Ngưu Lang mang theo 9 con bò, nhưng lại yêu cầu Ngưu Lang khi về phải có được 10 con. Nếu không, Ngưu Lang sẽ không bao giờ được trở về căn nhà đó nữa. Không còn cách nào khác, Ngưu Lang buộc phải rời nhà ra đi để đi tìm được con bò thứ 10. Trong quá trình đi, Ngưu Lang đã trèo qua ngọn núi đôi, vô cùng buồn rầu và lo lắng, không biết làm cách nào để có được 10 con bò. Đột nhiên, một cô già râu tóc bạc phơ hiện ra. Cũng tìm thấy được con bò đang ốm nặng. Ngưu Lang thấy bệnh tình con bò vô cùng nặng nề rồi, quyết định đi cắt cỏ cho bò ăn. Ngưu Lang chăm sóc bò suốt 3 ngày liền, con bò già được ăn no. Từ từ ngẩng đầu lên nói với Ngưu Lang: "Ta vốn là bò tiên, vì vi phạm phải luật cấm ở trên thiên đình, bị đầy xuống trần gian bởi một lời nguyền. Nếu muốn hết bệnh, ta phải tự selfie và check in tại chư phiên chợ Ba Tư." Ngưu Lang nghe vậy không ngại vất vả, giúp bò tiên đến với phiên chợ Ba Tư để thực hiện thử thách hóa giải lời nguyền. Sau khi bò già đã khỏi bệnh, Ngưu Lang rất vui mừng, dẫn 10 con bò về nhà. Khi về tới nhà, mặc dù chị dâu vẫn đối xử vô cùng thuận tệ với Ngưu Lang, nhưng bò thần đã giúp Ngưu Lang vượt qua tất cả thử thách đó. Một ngày nọ, Ngưu Lang đi đến một cái hồ rất xa. Chức nữ nhìn thấy chức nữ và các nàng tiên từ trên trời xuống trần gian tắm sông. Với sự giúp đỡ của bò già, Ngưu Lang đã làm quen với chức nữ. Sau đó hai người đã có tình cảm với nhau. Bò thần đã một lần nữa giúp đỡ. Bò thần nói: "Khi ta chết, con hãy lấy da của ta làm thành một đôi Nike, sau đó con có thể đuổi kịp toàn bộ cảnh sát thiên đình để cứu được chức nữ." Sau khi đi đôi giày đùa Nike được làm từ da bò, Ngưu Lang nghe theo lời chạy đuổi theo các cảnh sát thiên đình để đi tìm chức nữ.
Vương Mẫu nương nương biết chuyện, tức giận. Vương Mẫu nương nương đã vô cùng tức giận, lấy chân ngọc vạch một đường ở trên trời, xuất hiện dòng thiên hà, chia cắt Như Lang chức nữ từ đây. Sấm sét bùng nổ ở trên thiên đình khi mà bầu trời bị rạch ra làm hai, hai người không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa. Người ta nói những giọt nước mắt của Như Lang chức nữ đến ngày bây giờ vẫn còn trở thành những giọt mưa ngâu trong tháng 7. Rất thương cảm với câu chuyện của họ, một đàn quạ hàng năm đã tụ họp nhau bay lên tạo thành một chiếc cầu đặt tên là cầu Ô Thước. Số tất cả và Như Lang chức nữ sau đó cứ mỗi dịp cuối năm cứ mỗi dịp tháng 7 là lại gặp nhau và họ có thể nói là trong một số nhỏ hơn nữa. Có những lúc đôi ta dần xem xong cái đoạn clip vừa rồi á thì Lý Hương rất là tình cờ và hữu duyên gặp được một cái thành viên trong ban tổ chức cái hội chợ này và có dịp phỏng vấn. Như Ý có thể nói thêm về cái ý tưởng về tổ chức hội nghị này không Như Ý? Đây là chợ phiên thì thường dành cho các bạn sinh viên vào cuối tuần, thì ban tổ chức mình là thuộc trong ban tổ chức của chợ Ba Tư luôn, thì cái ý tưởng này là được lấy trên cái Trung thu truyền thống của người Trung Quốc luôn. Thì mình sẽ tạo một cái không gian cho các bạn vui chơi. Tại vì các bạn ở Sài Gòn thì bình thường sẽ rất là háo hức về một cái sự kiện nào đó, thì để các bạn check in, các bạn đăng Instagram, các bạn có một cái khung cảnh để mà hành tráng mà rợp trời, với lại có nhiều các hoạt động cho các bạn vui chơi, giống như là bên mình đang có một cái gian hàng to he, một cái gian hàng về ẩm thực kiểu dạng như là phim trưởng. Cái này là tòa he nè. Kiểu dạng phim trưởng đó, có bao gồm đậu hũ thúi nè, dim sum và các kiểu. Bên mình hiện tại thì các bạn thì lúc nãy cũng có một cái chương trình, đó là gì ta? Múa rối. Múa rối đàn. Thì cái ekip của mình đã chuẩn bị chắc cũng khoảng tầm một tháng nay rồi, thì tâm huyết, rất là tâm huyết, nhưng mà chắc có thể là có một chút sai sót hôm nay, thì ngày mai thì sẽ diễn ra chắc là nghĩ là suôn sẻ hơn, nhưng mà nói chung là nếu như mà quý vị và các bạn yêu thích cái lễ hội do nhóm team của Như Ý tổ chức 34 thì có thể là comment dưới kênh để cho Như Ý có thể biết thêm và chỉnh sửa để cho những cái chương trình sau sẽ hấp dẫn và hay hơn ha. Thì dự định của team của mình đó thì đang tổ chức vào đầu tháng 10, cũng tổ chức ở vị trí là ở Bixi Tô Hiến Thành, cũng là đầu tháng 10 cũng là vị trí này luôn, là phiên chợ có tên là Halloween.
Mình sẽ lấy chủ đề là Halloween. Mình hiểu rồi, tức là ứng với từng mỗi cái thời điểm thì sẽ có một cái chương trình khác nhau. Và hầu hết là tất cả giới trẻ đúng không? Đúng rồi, hầu hết là giới trẻ. Rồi, chúng ta hãy chờ đón một cái gọi là... mà cái này là mình sẽ diễn ra trong bao lâu như ý nhỉ? Thì mình sẽ diễn hôm nay, mình diễn ra là ngày đầu tiên. Mình diễn ra trong 4 ngày luôn. 4 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên nha cả nhà. Còn ngày 10, 15, 16 và đúng 17, rồi. Kết thúc vào ngày 17. Rồi, bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại trong những ngày tiếp theo. Bye bye.